sang những ngày mưa dầm và rét. Mùa xuân sắp đến, bầu trời trên các dẫm rừng suốt ngày mù mịt mưa sương. Các con đường mòn chạy xuyên qua Trường Sơn bao giờ cũng lỏng bỏng những lớp bùn nhão đầy vết dày in chi chít ngang dọc. Các ngã đường ngập những lính, đầu đầu trong rừng cũng sực lên hơi người, đầu đầu cũng gặp những bếp than cháy dở. Những cái tức cỏn con kề bên suối, bên trong ba hòn đá giật dưới suối lên đã cháy đen thui. Bất cứ một con người nào đi trên con đường này cũng phải tự hỏi, ai là người đầu tiên tới đây dựng lên cái bếp lửa sơ sài trên con đường rừng? Bàn tay của người lính nào đã dùng mìn bẫy đãi cầm dao phát cây? Và người cán bộ tham mưu nào đã từng mang một chiếc địa bàn và một bản đồ đứng chong chon trên đỉnh núi để mà ngắm hướng cho việc mở đường? Con đường nào sẽ là con đường thẳng nhất, ít gặp núi cao hay vực sâu nhất? Con đường giao liên bắt đầu chỉ hẹp như lối đi của người địa phương mở lên rẫy, đầy những mối dở tổ hăng mùi nhựa cây, và thỉnh thoảng còn thấy in những vết chân hổ giống như những con dấu của rừng hoang. Những con hổ đêm đêm vượt qua đường để mà tìm mồi. Chính Ủy Kinh là một trong những người đã đặt bàn chân lên con đường này từ những ngày mới khai phá đó. Ngày đó, Kinh là một cán bộ tuyên huấn thuộc Tổng cục Chính trị. Ông có nhiệm vụ vào thấu một vùng chiến trường nằm khá sâu để mà truyền đạt nhiệm vụ và chủ trương vũ trang của đảng. Ngày đó ở quê, vợ Kinh chưa đẻ đứa con thứ năm, và ở đây, lối đi vừa mở chưa có nhiều bàn chân dậm lên để in thành một con đường mòn hẳn hoi như bây giờ. Kinh còn nhớ, ngày đó đường vắng vẻ, thỉnh thoảng mới gặp một đoàn đi. Các con suối còn mọc đầy rêu, chưa có những cái bếp dựng lên rải rác. Và trong các khu rừng, những căn nhà của trạm giao liên cũng chưa thật chật và phải chen chúc. Nhân viên của trạm thì chưa phải bận tíu tích lên vì công việc đón tiếp. Ngày đó cũng chưa phát quang mặt đất từng khu vực rộng để thiết lập các bãi khách đủ chỗ cho hàng tiểu đoàn mắc dẫm. Ngày đi của Kinh chưa đầy một chục người, do Kinh làm tiểu đội trưởng kiêm tổ trưởng đảng. Lượng, đại đội trưởng đại đội trinh sát của trung đoàn 5 bây giờ, cũng đã có mặt trong số những người cùng đi với Kinh năm đó. Năm đó, Lượng mới 23 tuổi, nhưng đã vào bộ đội đã lâu. Lượng là một chiến sĩ hết sức tháo vát, vì trong cuộc đời, Lượng phải lo tự lập thân từ hồi còn nhỏ. Chuyến đi cũng vào một mùa đông. Đêm nào, Lượng cũng nhóm lửa cho cả đoàn. Một ngọn lửa cháy sáng, những chiếc võng mắc chung đầu với nhau trên những thân cây chung quanh bếp. Từng người nằm nghiêng trên võng, tay bóp chân, để ngày mai còn đi chặn tiếp. Mặt hướng về ngọn lửa ở giữa mà nói chuyện, hoặc là nghe đài. Cứ tầm nửa đêm, khi mọi người đã ngủ cả, thỉnh thoảng Lượng lại trở dậy, thò chân vào dép đi lẹp kẹp, tới quẳng thêm củi vào để cho ngọn lửa luôn luôn cháy sáng để mà xua hổ. Lượng rất ham được nghe Kinh kể những trận đánh hồi kháng chiến chống Pháp, những cuộc hành quân, những trận mà Kinh một mình chiến đấu giữa dòng dây giặc. Lượng hiền và ít nói, hơi khó tính, cách sống như một người đã đứng tuổi. Kinh coi Lượng như một đứa con hay em. Ngược lại, Lượng rất kính trọng và yêu mến Kinh. Mặc dầu cái tính chểnh mảng và hay quên của Kinh cũng đôi lúc khiến cho Lượng phải khó chịu. Đoàn đi gần tới đích, vào những ngày mưa dai dẳng, đến nỗi mà 3-4 ngày không sao đặt ba lô xuống chỗ nào mà thổi cơm được. Đến chặng nghỉ, từng người cứ khoác cái ba lô như một cái bú mọc sau lưng mà nhai gạo rang, rồi lại tiếp tục đi. Gạo rang trộn đường, đựng trong cái túi ni lông của từng người cũng sắp cạn. Đó là khẩu phần, sẵn sàng chiến đấu.
đáng lý không được đụng tới, nhưng tìm cái gì để mà ăn thay? Lượng bàn: Anh Kinh ạ, ta sẽ khắc phục để thổi cơm. Kinh vuốt nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Ông thổi được cơm giữa lúc này thì chả thua gì cái cô nào đó vừa chăn cóc, vừa ăn mía, vừa ngồi trên thuyền thổi cơm thi ngày xưa. Được, tôi sẽ khắc phục thổi cơm. Anh cho anh em tìm chỗ mắc võng ngủ đi, và đồng chí nào vác mấy cái bao gạo ướt ra đây cho tôi. Lượng cởi ba lô, anh rút dao đi men bờ suối. Lát sau đã đội về những bó lá và hai ba tấm phên kết bằng lá mây và lá dông rừng. Một cái túp mái uống cong chỉ cao đến bụng được dựng lên bên bờ suối. Anh nhảy xuống giữa lòng suối, khuân ba hòn đá bằng nhau, rồi dùng xẻng xén đi một lượt cỏ ướt, lại hớt đi một lớp đất dày ở bên trên. Đất rừng giữa mùa mưa nhưng trong lòng vẫn khô ráo. Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau, một ngọn lửa đã bừng lên bên trên cái túp bằng lá và hãy còn xanh biếc. Một cuộn khói ấm áp lách qua kẽ lá bay thoát ra ngoài. Lượng đánh đường thoát nước chung quanh cái túp, rồi ngẩng lên, cất tiếng gọi vui vẻ. Anh Kinh và các anh ơi, nửa tiếng nữa là sẽ có cơm nóng nhé, cứ ngủ đi. Trong những ngày mùa đông, cái khó của tất cả mọi người là làm sao gây cho được ngọn lửa. Rừng mưa ướt đầm đìa hàng tháng trời, ai đã từng sống qua mùa mưa trên Trường Sơn thì hẳn biết. Lá cây bao giờ cũng cụp xuống và ướt loáng. Thân cây thì đầy rêu, đá trơn tuột. Mái láng không bao giờ ngớt cái âm điệu lập bập của mưa rơi, nghe gián ốc như có người cầm gậy xăm lên đầu. Ngọn lửa nhen mãi vẫn không bén, chỉ khói mù, lại chổng mông thổi. Ba hòn đá con nước đã ngập đến lưng. Ngọn khói lan trên nóc láng, rồi bám chặt lấy các dòm cây ướt át, đọng ở lại đó mãi. Tiếng máy bay ì ầm, tiếng ve, tiếng suối lũ, con chim gì đó kêu túc túc không hề biết mỏi. Giữa những ngày mưa dầm về như thế, rừng Trường Sơn ban đêm càng lạnh lẽo. Bao nhiêu người bốn phương quen biết nhau mà chưa hề quen biết nhau cũng đến ngồi bên nhau trong bóng tối. Bên ngoài căn nhà trạm giao liên dành cho khách đi đường, tiếng mưa đổ ào ào và tiếng gieo mùa đông kêu như có ai đem cạo tinh nứa ở đầu giường. Chiếc đài nói oan oan từ trong lòng của một người nào đó tố cáo Mỹ vừa đưa hàng vạn quân vào miền Nam. Những người khách đi đường tìm củi để mà nhen lửa sưởi với nhau, nhưng lần mò hì hục bằng tiếng đồng hồ mà lửa vẫn không cháy. Mọi người đã nản. Thì vào giữa lúc mọi người sắp đi nằm, ngọn lửa nhen từ một bàn tay cần mẫn nào đó cháy lan dần, ban đầu còn le lói, chẳng mấy chốc đã bùng dậy, rắc ánh sáng trên khắp gian nhà. Lửa cháy phần phật như một lá cờ vừa mở, bắt hơi nóng lên bằng chừng ấy khuôn mặt và bàn tay. Giữa nhiều bàn tay mở xòe chìa về phía ngọn lửa, bàn tay của người dự nhen lửa cũng chìa ra lẫn trong những bàn tay của những người khác. Câu chuyện vui bắt đầu nở, tiếng cười phá lên, rồi những người đi đường tới muộn cũng lọc cọc chống gậy đến. Những người đang ngủ cũng choàng thức giấc, tung chăn tới ngồi lẫn giữa dòng người chung quanh bếp. Liên khu X, sau này Đoàn Kinh đi công tác tới đó cũng nhất loạt trỗi lên một phong trào tự võ trang và đồng khởi hết sức mạnh mẽ. Đế quốc Mỹ và ta sai tưởng có thể dập tắt được ngọn lửa cách mạng, nhưng từ trong bóng tối, ngọn lửa đã được đảng nhen nhóm dậy. Những người đảng viên và những quần chúng của đảng ở trong các cơ sở làng xã đã đứng dậy tổ chức cuộc chiến đấu của họ. Từ trong dũng máu, ngọn lửa mở đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ đã được nhen dậy bởi bàn tay của những con người bình thường và trung kiên nhất.